Mình đi ngay dịp cuối tuần, ngay cái tuần Bike Rally ở Texas. Đây là cái hội mà lớn nhất về xe máy nha, tập trung ở Galveston. Thì bây giờ mình đang đi xuống Galveston và cũng sẵn ghé một căn nhà có thể đầu tư. Căn nhà này là đi câu cá là lý tưởng luôn. Đây là căn nhà, những cái căn nhà trong đây là mơ ước của mình luôn. Thì cái dịp cuối tuần này mọi người sẽ tập trung, những cái biker này sẽ tập trung ở Galveston và đi qua Port Bolivar. Cái tuần cuối tuần này là tuần ồn ào nhất ở Galveston và Port Bolivar. Mà khi mà mọi người ở đây sẽ nghe những cái tiếng rầm rú của những cái chiếc xe này nè. Tuần này giống như là tuần là biker week, giống như tuần của mấy người mà lấy xe mô tô sao cái đóng người luôn nè. Năm nay là có một ngày đó rồi, mà năm nay chắc là có ngày nữa mọi người lấy xe mô tô đi ngoài đường cái đóng luôn nè. Quá cỡ nữ luôn, nữ lái luôn, ghê hồn thiệt. Xa lộ giờ chạy tới 70 mai trở lên. Quá chừng xe luôn nè, xe màu đủ màu luôn. Cái loại xe này là ba bánh. Coi một cái nhà thử ấy làm sao nha. Trong đây có cái nhà đang rao bán nè. Chỗ này là BU ở Vista và Hitchcock ở Galveston nha. Khu này nhà đó là đa số nhà nào cũng có một cái đường nước để tàu chạy ra ngoài nha. Đây là những căn nhà mà lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và câu cá. Đặc biệt là các anh chị thích sông nước và biển thì đây là cái đường nước có thể chạy ra ngoài luôn. Nếu mình có tàu mình chạy ra ngoài luôn nè, có cano hoặc kayak đi ra ngoài. Những căn nhà này lý tưởng để đi về hưu hoặc là câu cá chơi hoặc là khai áp hoặc là ngắm cảnh chim cò trong điểm này. Những căn nhà ở đây là phía sau là đường nước, còn cái đường mình đang chạy đây á là đi ra ngoài cái giống một cái hồ nha, một cái hồ rất là rộng luôn. Chỗ này nếu mà ai ở chỗ này là có tàu chạy ra đây là câu cá đã luôn á. Wow, chỗ này ra câu cá đã luôn nè. Chỗ này mấy cái nhà đây, nhà nào có cái đường tàu chạy ra. Chỗ này là bơi kayak nè, mà đi tàu là sướng luôn. Đây là mấy cái nhà xung quanh này nè, có một cái căn nó đang rao bán. Bữa nay này nó bữa hổm 250, giờ nó giảm giá xuống còn 200 mấy. Chút xíu lại coi thử nha.
Đây là phía sau nhà đây nè. Chỗ này là nước này, cái đường nước chạy ra ngoài luôn, ai có tàu đi ra ngoài câu cá luôn á. Hoặc là bơi khai thác ở chỗ này, phía sau này nè. Đó, phía bên đây. Đi lại cái nhà đó mình coi thử ra sao nha. Đang cái đường đi vô đây nè. Đang ở cái nhà này nó đang bán là 225 nè. Phía sau nó có đường nước nha. Phía sau nó có đường nước, phía sau để tàu chạy được luôn á. Phía sau này có thể là chạy tàu ra ngoài đi câu được á. Căn nhà này với hổm nó list hơn 200 mấy ngàn. Bây giờ nó giảm xuống còn 227 ngàn. Cái này nếu mà ai mà mua khá là có thể trả gì rẻ hơn nữa đó. Cái nhà này hôm nay nó lên market là khoảng mấy tháng rồi, 2-3 tháng rồi chưa bán được. Do nó list hơi cao, với là cái nhà này thấy chủ không có maintain tốt. Do đó là nếu mà không maintain tốt không có bán giá tốt được. Do đó nếu mà ai mà có tiền mua khá mấy căn như thế này là tiềm năng. Bây giờ mình hẹn với ngày mai mình đi coi như thế nào. Ở trên nói là ngày mai hẹn 4 giờ. Mình thích mấy căn nhà ngay phía chỗ có nước, đường nước ra phía sau nè. Bây giờ quay lại để mình phân tích coi mấy cái này như thế nào. Ở chỗ này là AC nó nằm phía cao ở trên nè. AC nằm cao ở trên. Cái phía dưới là nó cao hơn mặt đất. Mấy cái hàng rào này mình sẽ làm lại. Hey, how are you? Yeah. Đây là phía sau nhà nè. Nói chung là nó hơi tùm chút xíu. Nhưng mà mình về á, cái nhà này mình sẽ take care lại là nó tuyệt đẹp luôn á. Phía sau là tàu có thể chạy ra ngoài luôn nè. Đó, phía sau quá đã luôn. Nó cái chỗ này nè. Quá đã luôn. Đây là phía sau căn nhà. Phía sau chỗ này có cái tàu, bỏ cái tàu chỗ này được nè. Treo cái tàu lên. Nếu có tàu treo lên. Đó, căn này tiềm năng nha. Đây là phía sau nè, còn nếu chạy thẳng là có tàu sẽ chạy ra phía đây. Chạy thẳng ra phía đây luôn. Đó, cái này ai có khá sập bộp liền. Cái nhà này là có cái nhà để mà đi câu cá nha, với lại cho thuê ngắn hạn á, Airbnb á. Đó, chỗ này là quá đã luôn. Như cái nhà phía sau này nó có tàu nè. Đó, có tàu ở chỗ này nè, ở đây nè, là phía sau quá đã luôn. Mặt là khác chỗ này, nếu mà bỏ khác xuống rồi đi, bỏ khe ác xuống đây là bơi đã luôn. Do cuối tuần là mình chưa hẹn được agent, do đó là ngày sau á, mình hẹn agent nhưng mà mình làm là tour online, virtual tour nha. Thì mình set up một cái virtual tour mình cho cái camera của anh agent này đi xung quanh nhà để mình có thể coi được. Thì với cái giá của nhà này là mình đã biết cái tầm giá cỡ nào rồi, do đó mình muốn coi những cái hư hại gì hay không, những cái nào là mình cần sửa chữa qua hình trước. Thì anh ấy trên đã show cho mình cái nhà này như thế này nè. Thì căn nhà này là có hai phòng ngủ. Vấn đề chỗ là họ nói là 1.5 bath, nhưng mà mình find out là chỉ có một bath à. Muốn làm thêm một cái bath, bathroom nữa là phải làm ở phía bên dưới đó. Ở dưới nhà nó có một cái nhà kho là mình có thể làm được. Đây là phía trong nhà nè. Thì mình đi vào cái tour trong cái nhà này, đi ra phía sau luôn. Cái nhà này có một cái sunroom, cái phòng có thể ra ngoài ngắm cảnh chơi phía sau á. Rồi đi thẳng ra ngoài phía sau luôn là cái deck. Thì cái deck chỗ này á là chỗ ngồi chơi, ngắm cảnh, uống trà, uống bia, ăn nhậu chỗ phía sau là ok.
Rồi phía sau đó cũng là chỗ mà mình hạ thủy tàu hoặc là có kayak, có jet ski hoặc là ngắm cảnh câu cua chơi cũng vui. Phía sau là một cái đường nước, chút xíu mình sẽ đi ra phía sau cái deck để xem như thế nào nha. Bây giờ mình đang đi ra ngoài phía sau cái deck đó, mở cửa ra là đi ra ngoài cái deck, có hai cửa luôn đó, đi ra phía sau là cái deck. Đây là cái deck là mình nhìn ở phía sau là ngắm cảnh ngoài cái canal, cái kênh nhỏ đó. Mình đang nói chuyện với anh đế trên, để này đế trên hướng dẫn mình đi xung quanh nhà. Đây là cái deck ở phía trên lầu nhìn xuống. Cái deck này còn khá mới, không có cũ lắm nha. Ý tưởng của mình cái nhà này là những cái deck này phía sau mình có thể sơn lại là nó mới à. Những cái gỗ này đa số gỗ của anh, họ đã gọi là treated, nghĩa là có thấm chất nước trong đó rồi, nó không có thể hư dễ dàng. Đây là phía sau nè, nhìn nè. Ý tưởng là cái cây này cần phải cắt đi, cái cây này nó tùm quá và nó cũ, nó muốn hư rồi, muốn chết rồi. Và nó để block cái view của mình á, cái chỗ tầm nhìn của mình bị cản trở, mình nên theo ý mình là đúng cái cây đó. Thì căn nhà này vấn đề chỗ là cần phải trả giá thấp hơn, tại vì có một số chỗ hư mình cần phải sửa phía trên và phía dưới, đặc biệt là cái phần structure phía bên dưới. Còn phần phía bên trên cái căn nhà là mình thấy ok đó. Mở cửa đi vô đây nè, phía chỗ cái nhà này được là một phòng tắm ở chỗ này full luôn. Full nghĩa là có nguyên cái phòng tắm và cái toilet. Còn ta nói là half bath là chỉ có cái toilet thôi. Căn nhà này quảng cáo listing là one and a half bath, nhưng mà mình thấy là chỉ có một full bath thôi. Nếu mà cần làm thêm là phải làm thêm ở phần phía bên dưới nhà đó, thêm một cái half bath để khách có thể đi. Thì ở đây họ sử dụng septic tank, nghĩa là cái hệ thống thoát nước vô cái container mà họ xây dựng đó, chứ không phải thoát ra thành phố nha. Đây là cái chỗ mà rửa mặt. Cái nhà này là cái phòng phòng bếp rất khá rộng, chỗ này có thể để phòng cái bàn ăn dài luôn cho mọi người, đặc biệt là nếu mà đông người để cái bàn ăn lớn chỗ này ok. Thì có rất là nhiều ý tưởng cho căn nhà này, là remodel lại là tuyệt đẹp luôn. Và có một chỗ để thư giãn câu cá cho thuê. Đây là đi xuống cái chỗ mà docking, cái chỗ mà đậu tàu đây. Đó, nó cho phía dưới này là có một cái chỗ là có thể ngồi chơi luôn, làm để bàn ghế dưới đây ngồi cũng được nữa. Một điểm chú ý của mình là những cái cột phía dưới đó nó cũng không có hoàn chỉnh lắm. Thì cái này là phần quan trọng của căn nhà, mình có thể sử dụng để thương lượng cái giá với lại cái người bán. Đó, phía sau nè, phía sau chỗ đậu đầu tàu nè, đó quá đã luôn. Thì cái phần đó là cây tùm đó, mình có thể dọn dẹp bớt để cái nhà nó sẽ khang trang hơn. Đây là cái phần ống nước phía dưới nè. Ở phía dưới này có một cái phòng là gọi là utility room, có thể chứa đồ. Nhiều người sử dụng cái căn nhà này làm một cái phòng ngủ nữa, nhưng mà hiện tại là cái phòng này nên để đồ để mà cho nó trống trải. Phía dưới này có thể setup thêm những cái bàn picnic table, mọi người ăn nhậu ở dưới đây, ăn chơi dưới đây nè, rất lý tưởng luôn. Đó, bây giờ mình đưa vô cái phòng utility nha, để coi nó có gì. Cái phòng này nếu mà sửa thành mới sẽ nhìn nó bắt mắt hơn. Đó, chỗ này là giống như workshop hoặc là để đồ dưới đây nè. Những cái gì mình không cần thiết thì mình để trong đây để mọi người không có thấy ha. Đó, thì phía chỗ trong đây là cũng rộng để chứa đồ. Đây là giống một cái kho chứa đồ vậy đó.
Hoặc là mình có thể xây thêm một cái half bath, một cái toilet ở đây để cho mọi người đi nha. Guest room, cái toilet ở chỗ này để mà mình, cái thứ hai á, để mình gọi là kẹt thì đi chỗ này. Đó. Thì cái phòng dưới đây mình sẽ có thể làm sáng sủa hơn. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này là không không có thành vấn đề. Cái căn nhà này cũng khá tiềm năng nha. Khi mà mua nhà đầu tư từ xa thì chấp nhận những rủi ro, một số rủi ro. Tuy nhiên cái vấn đề là xác định cái giá và những cái chỗ nào mình cần sửa chữa để ước lượng được cái phần sửa là bao nhiêu. Đó là cái điều quan trọng nhất để xác định là mình không mua quá cái giá của căn nhà. Và những căn nhà này mua là phải là dưới giá thị trường nha. Thì những căn nhà này là những căn nhà yêu thích cho những ai là muốn sông nước nha. Xin chào các bạn. Một việc mình quên chia sẻ là nếu mình mua những căn nhà này á là phải mua bảo hiểm nha, bảo hiểm về lục nha. Tại cái khu này theo cái bản đồ lục mình kiểm tra đó là nếu mà có thủy triều nó lên cao á, là sẽ lục